Ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Tiếp tục với trận chiến đèo 4 nha anh em, mới nghỉ được có mấy tiếng thôi, hiện tại mình mới vào game. Mình sẽ phải nhận quà, ở bên mình lại có một pha xây pháo đài rồi các bạn. Đúng là muốn đốt cờ nhanh thì chỉ có lòn ra phía sau team địch thôi. Đó, mình sẽ nhận hết cái rương vàng này, sau đó mình sẽ cố gắng để TP một vị trí thật đẹp. Hỗ trợ xây pháo đài nha anh em. Ok. Phải nhận hết đống rương rồi, lần trước có một đợt mình mình quên mình không nhận rương, mình thoát liên minh hồi ở 2755 khá là phí. Đây là hôm nay phải cẩn thận hơn. Ok, nhiều rương phết. Rồi, đã nhận hết rương nha anh em. Thì hiện tại pháo đài đang xây rồi. Ok, pháo đài 75DA này mình thấy là đang xây rồi. Anh em đã TP rất nhiều, toàn bot thôi. Đấy, mình thì không phải bot nên là mình sẽ TP lên trên này. Mình xem trên này có chỗ nào đánh nhau không. Trên này thì ok, cờ 75XC đang cháy. Mình sẽ TP lên rồi mình thoát clan ra rồi mình dịch chuyển ngẫu nhiên thôi. Ok, trước khi ao mình sẽ đóng góp. Ủa không, đóng góp thì mình phù mất tiêu. Rồi, mình sẽ TP nha anh em. Hãy mà quên chưa nhặt đá nữa. Rồi, nó cho xuống cái góc sát đèo bên này của địch xa quá. Cái TP khác. Đây thì cũng chả khác gì, đây là đất nhà mình luôn ý. Ok, đợt này sang thì nhiều TP random lắm, thoải mái. Chỗ này cũng xa lắm. Thấy các bot bảo là TP xong như thế này thả Loha ra cho đỡ đỡ TP lại chỗ cũ. Mình cũng thử thả cho anh em. Thấy cũng hợp lý. Loha này nhiều lắm rồi. Thả tạm 3 cái, thấy thả mất thời gian quá. Đang đòm tiếp. Chỗ nào đây? Tí nữa nó còn xa hơn, mình nghĩ là mình TP ra đây, mình đi bộ xuống có khi còn nhanh hơn là mình TP đang đòm ấy. Nhờ. Thấy chua quá. Thôi anh em ạ, tôi thấy TP đang đòm cũng thế. Thử TP random thêm cái nữa nào. Y chang em ơi, chả khác quái. Thôi tôi nghĩ là tôi vào clan đi, dưới này khả năng cao là full chỗ rồi. Dưới này thì đúng là đẹp hơn nhưng mà chắc là không 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 đến rồi anh em ơi. Thêm phát nữa đi. Để xem được nào. Nó còn về zone 4 của mình còn gần hơn anh em ạ. Thôi. Về clan gấp. Đấy, TP random nó cũng là cả một cái bài toán khó khăn chứ đâu có dễ đâu. À, xin lại TP TP chạy bộ hơi nhanh. Bài đặt TP random. Ok. Thôi tranh thủ mình xem có gần bệ thờ không, nhặt đá phát. Đây. À không, để xem có đá đẹp không đã. Đá. Hành động. Ok, toàn đá farm thôi. Zone 4 có đá nào ngon không? Đây, có 7 công 7 thủ này. Tốc độ chữa lành luôn. Có tốc độ chữa lành luôn, ok. Mình sẽ dịch chuyển về đây nhặt cục đá đi. Cho một đạo ra nhặt đá. Để xem pháo đài xây đến đâu rồi nào. Bên địch cũng đang tụ bồn nha. Khả năng cao là sẽ phải swarm cái rally ở đây rồi. Nhặt đá xong mình chạy bộ về thôi. Có mỏ game 3 này. Làm luôn không nhỉ. Ok. Cắn búp 50% lính này. Ok.
Bên mình vừa có một pha sử dụng giam cầm lên chính lên chính đồng đội các bạn. Nó giam cầm lên chính đồng đội như này là kiểu như sợ địch xây cờ xong là sẽ bị bay ấy. Mình ta bị không chắc là cái này liệu có hiệu quả không. Cờ địch còn 1 phút nữa. Cái này mình không chắc nha anh em. Mình mới lần đầu tiên mình trải nghiệm cái vụ này thôi. Để kiểm tra thử. Ok, mình sẽ TP lên. Địch chuyển. Đây đi. Đứng sai đất tí nhưng chắc cũng không sao. Giờ làm sao để mình đi bộ qua được thì cũng chưa biết. Giờ mình cứ thử cho quân đi qua đi. Dưới anh em địch nó đông quá. Đấy, một đánh một trại mà địch nó còn đông như thế đấy. Mai mốt một đánh bốn trại hay đánh ba trại nhưng biết như nào. Mình xem xía 648 nào. 648 thì 648 hiện tại thì vẫn đang đánh nha anh em. Tuy nhiên thì phía địch xây cờ lòn ra đằng sau à. 648 liệu có ổn không ta? Đồng minh thì vẫn đánh. Ôi đồng minh cứ đánh là được rồi. Không biết là mình có đi bộ qua bên này được không nữa. Ok. Pháo đài bên mình còn 2 tiếng nữa mới xây xong. Lâu phết. Địch nó cho quân rồi nó cản tôi này. TBL Tito 19. Thanh niên này cản bước không cho tôi đi qua anh em ạ. Làm sao mà đi qua đây được ta. Đi vòng à. Đồng thế, thằng này nó 6 đạo anh em ạ. Thôi bỏ qua đi. Bỏ qua đi xuống dưới. Bỏ qua đi xuống dưới xây pháo đài ngon hơn. Không qua được anh em ạ, tôi chỉ qua được 2 đạo kỵ thôi. Tôi chỉ qua được 2 đạo kỵ thôi, chứ còn 3 đạo kia là coi như thua rồi đấy. Không đi qua được. Thôi ít ra còn qua được 2 đạo. Qua được 2 đạo có hơn không. Mình TP random không được cái chỗ nào, cái này khó quá. Tại dưới này TP đông quá rồi. Ủa, nó dí mình ác ta. Ôi chết luôn rồi. 2 đạo kỵ binh của tôi như vậy là đi luôn rồi. Đi 5 đến được có 2. Toàn quá ấy. Chữa thương phát không là đầy viện. Tạm thời chắc mình chỉ chơi 2 đạo này thôi, chứ còn 3 đạo kia thì không có cách nào mang xuống anh em. Nó đông thật chứ, cái bọn 1016 này khiếp. Đông ác. Đạo rally tới sở quang cái rally nhiều. Sở quang rally với nhồi lính vào pháo đài. Mình nghĩ là mình đến sau như này mình cố gắng mình nhồi lính, mình nhồi con nép phi vào pháo đài thôi. 180.000 lính này. Rally đã bay. Click trả trúng rồi luôn đấy. Cuối cùng trúng được phát.
Đỉnh mất là đỉnh mất rally là không bao giờ ăn được cái pháo đài này anh em. Nói chung là họ sẽ cứ làm như này trong khoảng 2 tiếng. Không biết là có xây được không. Trời. 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 Tính ra mình TP ở cái đất màu đỏ trên này ấy, bây giờ nhìn thì gần nhưng mà phải đi qua đi qua lãnh thổ địch đấy đi được. Khó vãi trưởng. Thì nãy mà TP đang đòn được xuống dưới thì ngon. Nhưng mà quá khó. Đánh hai đạo lượm Q. Ok. Tí đánh hai đạo kỵ như này lại ngon anh em. Hai đạo kỵ đấy nó đánh kiểu nó tập trung. Ta ghét thằng nào lấy trắng máu này. Cứ ta ghét dính là chết thôi. Boss khỏe quá. Ok. Đánh chấm màu này cũng hay nhở. Cứ thấy địch vào là đỏ máu, vào đỏ máu, vào là chết, vào là chết. HKB đánh mấy pha như này thích quá, tha hồ hồi máu. Địch bên địch nói chung là bên địch thì lúc đầu check 1016 thấy họ cũng ok lắm, mà cũng không ngờ họ online cũng dữ vậy đó. Đánh và đánh gần như là online thông từ tối qua đến giờ, mình là còn phải đi ngủ mấy tiếng. Chết đi. Boy hai đạo đánh như này để test cho anh em xem Nepkizoa liệu có ngon không. À mà đáng là tôi phải đổi về nhà K1 chứ. Chắc mình đổi nhà K1 anh em quên. Đánh này chưa mắc ping lắm rồi. Đổi nhà K1 này. Đánh có hai đạo kỵ sát thương kỹ năng thì xài nhà bộ binh làm gì đúng không. Chơi. 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 Ok, thấy lượm được nhiều phết. Còn HKB đánh thật sự là không thấy mất máu nhiều. Để xem thử chiến báo nào. Ô hiệu suất cũng chỉ được có 174%. Ui Nepki ngon hơn, Nepki được 254% các bạn. Đấy là con Nepki mình còn mặc đồ yếu hơn cho nó nhá. Để xem HKB hồi máu nè. HKB mình xem cái chiến báo đầu tiên đi. Đây chiến báo đầu tiên là 331.000 lính là từ lúc đầu nhá. Cho đến cái chiến báo cuối cùng thì con HKB của mình vẫn còn 320.000 lính. Nepki thì đến chiến báo cuối cùng còn có 253.000 thôi. Nói chung là con HKB này nó đã hồi máu khá là tốt. Nhưng mà trong cái chiến báo này thì không xem được cái hồi máu nha. Mình sẽ thử xem một số cái chiến báo xem có hồi máu không. Đây, hồi máu này. Tính ra đánh một pha bị thương nhẹ 1.600 mà nó hồi máu 2.700. Tức là cái pha này gần như là không những là không bị thương nhẹ mà còn hồi được thêm 1.100 lính các bạn. Hay phết. Nói chung là con này hồi máu tốt. Làm sao mà tôi có thể mang được thêm 3 đạo xuống dưới này nhở. Lúc này TP random hoành tráng thế. Lee Kun. Anh Lee Kun TP. Kiểu gạo TP. Đấy cách nào đi xuống rồi anh em ạ. Đi giờ chắc cách là mình đi vòng bên này. Đi vòng bên này tôi nghĩ là đi xuống được. Ui cái cờ này nó xây xong rồi đẩy về zone 4 khá là nhiều nick này. Cờ gần 15 phút. Mình sẽ thử đi vòng sang bên này đây anh em. Đằng nào cũng phải cần hỗ trợ liên minh xây xong cờ đấy mà. À đây 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 đây. Có một cái bồn to đi này. Đi số đồng này cho nó có lượng thì ít.
lúc này Việt Nam hay gì đây. Đi chung với quả chứ, ông này gấu thế, địch nó đứng nó chặn chết. Mình cứ để hai đạo kỵ dưới này thôi. Ông này gấu thế nhở, ông này đánh đi chung là ngon rồi. Bà đi đánh đồng làm gì, đi qua ủi đồng quá không qua được anh em ạ, có chứ khó qua lắm, không đi qua được. Chắc mình phải đánh võng ở bên này thật, đánh võng ở bên này thật may ra mới qua được, hoặc là mình xử thằng này luôn rồi qua. Này cũng là boss của team đỉnh đấy các bạn, 1855 đèo 4 của nó 6 đạo là nó boss rồi. Còn Nepki Belly này, còn Belly chứ. Đập con Lưu Triệt đỏ máu trước. Đập con Quan Vũ vàng máu luôn. Đồng ác mà. Này nó cậy gần nhà nó mang quân ra hoài luôn đó. Nhờn. Ok, tranh thủ xuống. Thằng này đâu về đây? Đang cần key backup. Tôi mang mỗi con Gogo Lưu Triệt đâu có đép được ta. Pháo này mình biết tỷ lệ xây được cao các bạn. Ủa sao vẫn 2 tiếng này, nãy 2 tiếng giờ vẫn 2 tiếng vậy ta. Pháo này mình nghĩ tỷ lệ xây được là cao. Nó sẽ có một cái pha, ví dụ sau khi địch xây cờ ở đây, bên mình bị không mẹ nói vậy chứ nó xây cờ xong đất nó cũng đông lắm. Nói vậy chứ pha này thật sự là mình cũng thấy cũng 50-50 lắm. Tại vì đúng là hiện tại bên mình thì với vị trí thành phố như này mình nghĩ là vẫn sẽ đép được, nhưng mà sau khi mà địch xây xong những cái cờ xung quanh ấy nó sẽ đuổi thành phố bên mình về và nó sẽ có nhiều đất xung quanh hơn, nó TP. Thứ nhất là bên mình lúc đấy mà TP random lên lại ấy, là sẽ bị mất cái phần đất này rất là khó ra. Pha này nói chung cũng khó nhỉ. Nói chung là phụ thuộc vào bên địch nhiều ấy. Bên mình chắc chắn là các boss sẽ khô máu để TP đẹp rồi. Còn bên địch họ có khô máu để phá không thì hên xui. Tại vì đúng ra cái giờ này bên địch nói chung là họ cũng phải online ít ít, quái online đông thế. Rồi mà năm đạo lên đép pháo đài rồi anh em ơi. Năm đạo lên đép pháo đài, địch mở rally chưa? Rally địch chưa mở nha. Địch họ muốn chắc muốn clear field trước rồi, dồn xuống đông quá. Dồn xuống đông mà không tranh thủ đốt được mấy cái cờ trên này ta. Vãi, tôi vừa check thấy bên địch một nick 150 triệu pound Q. Hai mấy tỷ. Khiếp.
Ok, cái chỉ dấu này ý là nhà ai gần pháo đài thì đánh đến chết. Nhà tôi gần pháo đài đánh nhấp nhấp thôi anh em. À lộn, nhà tôi xa pháo đài chứ. Đánh nhấp nhấp thôi. Địch nó sẽ cố gắng làm mềm bôn bên mình ấy, tại vì nó sẽ có lợi thế gần hơn. Thì thôi mấy nick bên mình ở đây. Phan Anh nãy bị xích, hiện tại vẫn còn nguyên này. Mấy nick này hiện tại là sẽ có nhiệm vụ đánh đến chết đi ạ. Đánh kiểu tử thủ luôn. Còn mấy thanh niên nhà xa như nhà của tôi thì nhấp nhấp đến sau. Gấu quá, gấu quá. Nếu thứ pha này nghĩ là đánh như này thì cũng chưa quá ảnh hưởng luôn. Quan trọng là pha sau thôi. Sau khi mà địch nó xây xong cờ mất hết mấy thành phố ở gần. Ở đây có mấy thành phố này nữa này. Tôi nghĩ là địch nó cứ nhẩn nha, nó xây cờ hết chỗ này là cũng vất vả đấy. Thời gian còn khá là út, sao còn có 38 phút này, chắc là nãy rút quân ra. 1 tiếng 38 phút. Liệu có đép được không anh em? Liệu có thể đép được cái pháo đài này không? Phần sau sẽ rõ nha anh em. Các bạn chờ theo dõi tiếp phần 2. Ok.